Tiên thì thầy hội giới thiệu thì là mua cái cây lăn đồng về đốt ngải và lăn ở bên trong, lăn đốt ngải bên trong và lăn lăn theo chiều dọc như thế này 15 phút khi đói ngày 3 lần. Thế nhưng mà sau đó thì thầy nói là bệnh huyết áp cao thì không làm được như thế, không đốt ngải vì nó sẽ ảnh hưởng đến huyết áp. Thì sẽ dùng cái cầu gai đôi cũng lăn lăn như thế này ngày 3 lần và lăn dọc sau đó lăn ngang. Khi nào nóng bụng thì thôi. Thì là hiện nay là giảm được gần 10 phân rồi ạ. Yeah. Chia sẻ cho các từ bao nhiêu đến bao nhiêu cô? Từ 109 ạ. Dạ. Vâng, nhưng mà hôm vừa rồi đo là 100. Yeah. Ngạc nhiên luôn, nghĩ là bảo không hiểu tại sao. Hay là mình đo nhầm, mình đo đi đo lại. Và bản thân của ông bạn đây là ông ấy sẽ tự thấy là bụng mềm ra, lúc đầu là cúi xuống để đi giày rất là khó khăn, bây giờ thì rất là dễ dàng và tự động làm thôi, tức là chỉ cần dùng cái cầu gai đấy để cho cầu gai đôi to. Vâng. Một ngày làm mấy lần và mỗi lần bao nhiêu phút? Ngày làm 3 lần, khoảng độ 15 phút thì đấy, cứ ngồi lăn này, mình phải lăn dọc xong rồi này lăn ngang, bởi vì nếu mình chỉ lăn dọc không thì nó sẽ dồn xuống bụng dưới thì mình lăn ngang. Đấy, thế là làm bao nhiêu lâu, làm mấy ngày, tức là mình chịu khó mình làm, tức là mình bắt đầu từ hôm đi học là hôm 13 tháng 5, thì sau hôm đấy mua cầu gai đấy rồi thầy về hàng ngày ông lăn. Tất nhiên có những ngày ông đi chơi đi vắng thì không làm, không bao giờ. Còn nếu mà ai mà không có huyết áp cao thì dùng cái cầu dùng cái con lăn đồng ấy cho ngải vào trong rồi lăn. Lăn thì phải đứng hoặc là nằm chứ đừng có ngồi, ngồi thì nó lại dồn lên bụng dưới. Vâng, thế thôi ạ. Cảm ơn cô. Rất cảm ơn.